Như các bạn đã biết, AnTuTu là ứng dụng dùng để đánh giá, đo lường điểm chuẩn của điện thoại dựa vào hai tiêu chí cơ bản, đó là hiệu năng và giao diện đồ họa. AnTuTu do Trung Quốc phát hành và hỗ trợ cho cả hai nền tảng phổ biến nhất, đó là iOS và Android. Ở Việt Nam, điểm AnTuTu rất hay được các reviewer mang ra so sánh để biết được mức độ chính xác chênh lệch hiệu năng của các dòng máy. Như thường lệ, AnTuTu mới đây đã vừa công bố danh sách những mẫu smartphone Android có điểm số hiệu năng cao nhất tại Trung Quốc trong tháng 6. Với mỗi thiết bị, AnTuTu đều thực hiện ít nhất là 100 lần kiểm tra để có thể đưa ra kết quả cuối cùng. Đáng chú ý là những mẫu smartphone Android có điểm số hiệu năng khủng mà AnTuTu đã vừa công bố đều được trang bị bộ vi xử lý là Snapdragon 855 cao cấp nhất hiện nay của Qualcomm. Hãy cùng mình điểm mặt những chiếc máy này và xem chúng có những gì nổi bật nhé! Đứng ở vị trí thứ nhất đó chính là chiếc Nubia Red Magic 3 với điểm số là 382.331 điểm. Đây là chiếc smartphone chuyên game đầu tiên trên thế giới kết hợp cả hai phương thức tản nhiệt, đó là chất lỏng và chất khí. Thiết kế của Nubia Red Magic 3 cũng thu hút được nhiều sự chú ý của người dùng với các đường nét góc cạnh đậm chất gaming. Trong đó, chiếm phần lớn diện tích mặt trước của điện thoại này là màn hình AMOLED kích thước 6,65 inch, độ phân giải Full HD+, có viền bezel siêu mỏng và đặc biệt là hỗ trợ tốc độ làm tươi màn hình 90Hz. Red Magic 3 có dải đèn LED RGB chạy dọc thân máy và có thể điều chỉnh chế độ màu qua phần mềm. Ngay cả cảm biến vân tay của máy cũng có thể sử dụng như một nút chơi game. Về cấu hình, Nubia Red Magic 3 sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ nhất hiện nay với bộ vi xử lý Snapdragon 855 và người dùng sẽ có 4 cấu hình khác nhau để lựa chọn. Chưa hết, thiết bị này sẽ còn sở hữu viên pin có dung lượng lên tới 5.000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 27W, hứa hẹn mang tới thời lượng sử dụng cả ngày dài cho các game thủ. Nubia cũng tích hợp thêm cho Red Magic 3 tính năng Red Magic Game Space 2.0 giúp mở game nhanh hơn, tùy chỉnh tốc độ quạt và quay màn hình khi chơi game. Về khả năng nhiếp ảnh, Red Magic 3 có camera 48MP, khẩu độ f1.7, sử dụng cảm biến Sony IMX 586 và camera trước có độ phân giải là 16MP với ống kính khẩu độ f2.0. Điểm đáng ngạc nhiên là máy có thể quay video với độ phân giải lên tới 8K và quay video siêu chậm ở độ phân giải lên tới Full HD. Và chiếc máy thứ hai trong danh sách này đó chính là chiếc Brave Shark 2 với điểm số là 375.592 điểm. Giống như thế hệ trước thì Brave Shark 2 thực sự là một con quái vật mạnh mẽ với bộ vi xử lý Snapdragon 855 đi kèm với dung lượng RAM lên tới 12GB. Thiết kế của Brave Shark 2 được lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua với phong cách hầm hố. Điều thú vị là mặt lưng của Brave Shark 2 cũng sở hữu phần đèn LED chạy dọc thân máy. Brave Shark 2 được Xiaomi trang bị cho màn hình TrueView AMOLED có kích thước là 6,39 inch, độ phân giải Full HD+, sử dụng tỷ lệ khung hình là 19:5:9 và được tích hợp cảm biến vân tay phía dưới màn hình. Về cấu hình phần cứng, Brave Shark 2 được cung cấp sức mạnh xử lý đến từ con chip cao cấp Snapdragon 855 đi kèm với dung lượng RAM 8GB hoặc 12GB, có bộ nhớ trong là 128GB hoặc 256GB và được tích hợp công nghệ làm mát bằng chất lỏng 3.0 với 6 lớp tản nhiệt giúp cho người dùng có thể thoải mái chơi game và thực hiện các tác vụ nặng mà không lo lắng về nhiệt độ của máy. Theo Xiaomi, nhiệt độ của điện thoại này sẽ không bao giờ vượt quá con số là 45 độ. Brave Shark 2 sẽ hoạt động trên nền hệ điều hành Android 9 Pie với dung lượng pin là 4.000 mAh, có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 27W, camera kép phía sau là 48MP, khẩu độ f1.7 và 13MP, cùng với đó là máy ảnh selfie 20MP ở trước để người dùng có thể chụp ảnh tự sướng và gọi video call. Và chiếc máy thứ ba đó chính là chiếc Xiaomi Mi 9 Transparent Edition với số điểm là 371.021 điểm. Giống với chiếc Xiaomi Mi 8 Explorer Edition vào năm ngoái, thì Xiaomi Mi 9 Transparent Edition cũng là phiên bản đặc biệt với mặt lưng trong suốt nhằm nhìn xuyên thấu được cả phụ kiện ở bên trong. Giống với phiên bản tiêu chuẩn, máy vẫn có màn hình giọt nước tại phần mặt trước với kích thước là 6,4 inch, sử dụng tấm nền AMOLED và độ phân giải là Full HD+. Tuy nhiên, máy sẽ có giao diện đặc biệt hơn nhờ lấy chủ đề từ phim Alita, thiên thần chiến binh đang rất hot. Về cấu hình, máy vẫn có Snapdragon 855 nhưng dung lượng RAM sẽ được nâng cấp lên là 12GB và bộ nhớ trong là 256GB.
Tại thời điểm ra mắt, Xiaomi cũng tự hào khoe rằng Xiaomi Mi 9 Transparent Edition sẽ là chiếc smartphone đại trà đầu tiên có 12GB. Về camera, mặc dù có cùng cảm biến là 48MP tương tự như Mi 9, tuy nhiên phiên bản đặc biệt sẽ được trang bị ống kính 7P với khẩu độ là f1.47, cao cấp hơn hẳn so với 6P, khẩu độ f1.75 trên phiên bản thường, và nhờ khẩu độ lớn thì máy sẽ có khả năng chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn. Và chiếc máy thứ tư trong danh sách này đó chính là chiếc OnePlus 7 Pro với số điểm là 368.307 điểm. OnePlus 7 Pro sở hữu một thiết kế màn hình không tay thỏ, giọt nước hay là nốt ruồi do sử dụng module camera thỏ thụt, cho phép các cạnh viền màn hình được tối ưu hóa mỏng nhất có thể. Màn hình này của máy được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 5 cong ở hai cạnh bên, là sản phẩm đầu tiên sử dụng thiết kế thỏ thụt. OnePlus tuyên bố, module camera selfie của OnePlus 7 Pro có độ bền lên tới là hơn 300.000 lần trượt, có tốc độ cực kỳ nhanh. OnePlus 7 Pro được trang bị một màn hình tràn cạnh với kích thước là 6,67 inch với diện tích sử dụng là 6,46 inch, sử dụng tấm nền AMOLED, và theo như những gì được DisplayMate, công ty chuyên kiểm tra chất lượng màn hình cho biết, thì màn hình này của OnePlus 7 Pro đạt điểm tuyệt đối là A+, sánh ngang với các đối thủ là chiếc Galaxy S10, đủ cho thấy chất lượng hiển thị của máy đã tốt như thế nào. Màn hình của OnePlus 7 Pro có tỷ lệ là 19.5:9 và độ phân giải Full HD Plus cao nhất từ trước tới nay trong các dòng OnePlus. Màn hình này còn có tần số quét lớn lên tới 90Hz, loại tần số quét mà hiện nay mới chỉ được trang bị trên các chiếc gaming phone. Với tần số quét cao thì máy sẽ hiển thị các nội dung mượt mà hơn cũng như chơi game với phản hồi nhanh hơn. OnePlus 7 Pro năm nay được trang bị tới 3 camera chính, trong đó thì camera 48MP f1.6 sẽ sử dụng cảm biến Sony IMX 586 với kích thước điểm ảnh là 1,6 micromet đi kèm với cả chống rung. Camera tele 8MP f2.4 sẽ có tiêu cự là 78mm và camera góc siêu rộng 16MP f2.2 sẽ cho ra góc nhìn rộng tới 117 độ. Cả 3 camera này đều có độ trễ màn chập chỉ dưới 0,3 giây. OnePlus 7 Pro sở hữu hiệu năng mạnh mẽ nhất với con chip Snapdragon 855. Máy sẽ bao gồm các tùy chọn bộ nhớ RAM là 6GB, 8GB và 12GB, cùng với đó là bộ nhớ lưu trữ lên tới 128GB hoặc là 256GB. Ngoài ra, bên trong OnePlus 7 Pro cũng được trang bị hệ thống tản nhiệt chất lỏng 10 lớp, giúp thiết bị không bị quá nhiệt khi sử dụng các tác vụ nặng hoặc khi đang trong chế độ sạc nhanh. Và chiếc máy đứng cuối cùng trong danh sách này đó chính là chiếc Meizu 16S với điểm số là 367.981 điểm. Meizu 16S có màn hình là 6,2 inch, độ phân giải Full HD Plus, đạt tỷ lệ so với thân máy lên tới 91,53% và tích hợp cảm biến dấu vân tay. Meizu cho biết họ đang hợp tác với Samsung để mang đến một màn hình chất lượng cao, tập trung vào việc giảm thiểu các tác động có hại cho mắt, nơi có thể lọc ra 33% ánh sáng xanh có hại cũng như là giảm mỏi mắt. Ở mặt sau, Meizu 16S đi kèm với thiết lập camera kép với cảm biến chính là Sony 48MP f1.7 hỗ trợ chống rung quang học. Trong khi đó, ở mặt trước, camera selfie có độ phân giải lên tới 20MP f2.6. Thiết lập mới này mang đến chế độ Super Night, về cơ bản đã sẽ hợp nhất tối đa 8 ảnh thành một ảnh duy nhất để cải thiện chất lượng chụp ảnh thiếu sáng. Nó cũng hỗ trợ giảm thiểu nhiễu đa khung và còn hứa hẹn sẽ cập nhật bản cải thiện hơn trong tương lai. Bên trong Meizu 16S đi kèm với con chip Snapdragon 855 kết hợp với RAM 6GB hoặc 8GB cùng với bộ nhớ trong là 128GB hoặc là 256GB. Máy tích hợp viên pin 3600 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh 24W, cho phép tăng từ 0 đến 60% chỉ trong vòng 30 phút. Nhờ tối ưu hóa AI, Meizu tuyên bố người dùng có thể sử dụng máy để chơi game đến 6 giờ và phát video đến 14 giờ. Những con số khá tốt cho một thiết bị có bề dày là 7,6mm. Meizu 16S còn có chế độ Hyper Gaming, cung cấp hiệu năng đồ họa mượt mà hơn trong khi tiêu thụ ít điện năng hơn. Công ty cũng đã thêm động cơ dung Emerging 3.0 cho trải nghiệm xúc giác mạnh mẽ hơn trong các phiên bản chơi game. Và trên đây thì mình đã đưa ra 5 chiếc smartphone có điểm AnTuTu cao nhất nửa đầu năm 2019. Các bạn có suy nghĩ gì? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mua điện thoại tặng ngay bảo hiểm rơi vỡ, ép kính màn hình miễn phí chỉ duy nhất tại cửa hàng di động thông minh quận 9. Hãy tham khảo ngay để không bỏ lỡ chương trình.
open your mind. The world has been left broken.